Em chào tất cả các bác. Đây là những cái cây đai châu mà em cho giá thể. Nhưng mà đây là những cái cây mà treo rất là cao các bác. Nó cũng đang có hoa Tết rồi. Nên là cây ngoài miền Bắc nó đang có nụ các bác. Nó đang có nụ để mình chơi Tết. Giá thể em trồng đơn giản chỉ là vỏ thông thôi. Vỏ thông hoặc là than hoa hoặc là đá. Nói chung em trồng lung tung á. Nhưng đây các bác nhìn thì các bác thấy là ở trên cái cây nó còn nguyên lá rất là đẹp. Không phải cây đấy, có nhiều cây khác nó đều còn nguyên lá. Nó không bị rụng lá các bạn. Bởi vì là vườn em là thứ nhất là vườn ở đất thì nó ẩm. Cái thứ hai là em cho giá thể vào cái chậu ấy thì cái chậu bản thân nó chậu nó giữ ẩm. Nó giữ ẩm thì mình cây nó sẽ không bị rụng lá các bạn. Thì cây nó không bị rụng lá. Và đây các bác thấy là em chỉ trồng bằng vỏ thông và có cái gọi là tí phân dê thế thôi. Và cái này em trồng nó treo rất là cao, thế nên là nó không được bón phân. Em chỉ cho mỗi cục phân dê thế thôi, em không bón phân bón lá cho nó. Em treo đây các bác thấy là ở dưới là đều là kiếm, ở trên cao đây là treo rất cao. Cao là cái cây lan đai châu này là 4 mét, cao 4 mét các bác nhé. Có khi cũng cao bằng nóc nóc giàn của nhà các bác trên sân thượng ấy. Thì treo cao như cái này thì mình cần phải cho cái giá thể nó ẩm để cho cây nó hút được nước, để nó không bị rụng lá các bạn. Đai châu mà nó bị rụng lá thì nó sẽ rất là xấu. Nhưng mà hôm nay thì em có trồng rất là nhiều cây mà em không cho giá thể. Ví dụ như là cái cây này, cái cây đai châu, cũng là một cây đai châu em trồng cách đây tầm 1 tháng. Thì nó em để thấp, em để ở dưới đất cách đất 2 mét các bạn nhé, treo cách đất là 2 mét thì là nó cũng ra rễ rất đẹp mà em không cho giá thể gì cả. Sau khoảng 1 tháng thì nó ra rễ rất là nhiều và nó bám vào thành chậu, nó ra rễ nhiều quá. Sau 1 tháng nó rễ cả trong này đấy, ở trong, và các bác nhìn thấy nó ra rễ, đầu rễ rất là đẹp. Mặc dù mới trồng thì tầm khoảng tháng thôi, độ ẩm nó cao mà thì nó sẽ ra rễ. Độ ẩm cao là ra rễ và không lo nó bị rụng mất lá gốc. Khi các bác trồng nhớ là buộc thật chắc để cho cái cây nó không bị lung lay khi mà mình tưới, thì là cái rễ nó ra nó bám được luôn, là nó không bị thui. Còn nếu cây nó lung lay á thì là rễ nó sẽ bị thui, và thui thì nó sẽ khó để ra được nhiều đầu rễ nữa, khó để ra nhiều đầu rễ các bác. Đấy, thì cái cây này nó ra cả rễ trong cả rễ ở ngoài. Ở ngoài đây có một cái này các bác nhìn các bác biết ngay này. Cái rễ cũ của nó bị lỗi rất là nhiều, nó bị lốm đốm, đấy là bị sên ăn các bạn. Những cái chậu nào mà mình mà giá thể không sạch ấy, nó có nhiều sên, sên nó sẽ ăn ăn cái rễ và nó sẽ ra rất ít rễ, cứ ra ít nào là nó ăn luôn các bạn. Thế nên là mình với những cái chậu nào mà mình cảm thấy bẩn ấy, thì bỏ hết giá thể đi. Cây nào nhà bác các bác thuần ấy, thì bác bỏ hết giá thể đi đấy, xong các bác để ở dưới những cái chỗ độ ẩm như nhà em cách đất đây lên 2 mét. Thì nếu mà nhà các bác mà ở trên sân thượng ấy mà nó khô ấy thì các bác làm cho nó mấy cái khay nước, làm mấy cái khay nước, khay đựng nước ấy, cho nó ẩm. Nó ẩm thì là nó đỡ các bác. Đây mấy cây này em vừa cho giá thể xong, trồng cùng đợt với cả cái cây kia. Nó có cả để nhánh rễ luôn. Trồng cùng đợt với cái cây vừa rồi, cây trắng. Đây mấy cái cây này em vừa cho giá thể xong. Thì để em treo lên cao. Đấy, rễ nó ra cũng rất là đẹp các bạn. Đầu rễ rất là đẹp. Nó có cả rễ từ chính ra và từ phân nhánh ra. Thì trồng ở thấp thì trồng ở thấp ít gió này các bác không cần cho giá thể. Còn trồng cao là các bác có thể cho thêm một ít những cái như là cái cây vải ốc để cho nó vừa đẹp mà nó vừa được giữ độ ẩm, đỡ bị rụng lá các bạn. Cái cây đai châu này nó cũng đang ở mấy cái nụ. Đấy, khi nó đủ độ ẩm như cái này thì là cây nó đẹp và nó ra ra nụ đúng thời điểm. Cái này là cây rừng các bác. Cây này là cây rừng, cây này là cây khách gửi em thì là em trồng lại. Còn cái cây này là mấy cây này là cây trong này em nuôi chủ yếu là những cây đột biến thôi. Cây này là nó cũng đang ra rễ rất đẹp, mới trồng lại khoảng cũng tầm độ khoảng 1 tháng thôi, tầm 1 tháng rễ chính đẻ ra rất là nhiều. Cây này là cây quế nhưng mà hoa nó giống hệt tam màu sắc, nó là cây đột biến, hương cũng là hương quế nhưng mà hoa thì nó giống hệt tam màu sắc, hương quế, và nó nở vào tháng 8 tháng 9, đợt nở cái tầm tháng nở hoa xong em tách ra em trồng ạ. Là cây đột biến. Mấy cây này ở trong này của em đều là cây đột biến hết. Những cây tầm sắc trắng em ghép vào gỗ. Ghép vào gỗ như này thì nó ra rễ, nó không bám vào gỗ nhiều đâu.
gỗ ít lắm, nó bám nó ra ngoài là nhiều. Tại vì là ở núi thấp như này độ ẩm nó cao thì nó sẽ ăn xuống đất các bạn. Còn nếu như cái những cái cây như thế này mà các bác còn treo cao á, thì chắc chắn là nó sẽ rễ nó sẽ quấn vào cái cục gỗ để cho nó giữ ẩm, nó hút ẩm. Còn như em đây, mấy cây này em cũng mới ghép khoảng tầm tháng thôi, em mới làm lại. Có cây thì mới mua về, như cây này là cây mới mua về, cây Tam Bảo Sắc, năm cây trắng. Sang năm nó nở hoa thì em sẽ quay cho các bác xem mấy cây này, nó đều là cây đột biến rất đặc sắc, rất là đẹp. Các bác thấy cái bộ rễ nó ra chi chít luôn. Mà nó cũng chỉ, em cũng chỉ mới trồng được một tháng thôi. Mới trồng khoảng một tháng hoặc là hơn một tháng thì gì đó. Em trồng cũng lâu rồi. Khoảng tầm tháng hơn tháng, bây giờ nó ra rễ khoảng tầm 2 đến 5 cm hết rồi. Rất là đẹp các bạn. Khi mà các bác mới trồng lại cây hoặc các bác mới mua về ghép nhá. Ghép thì đương nhiên phải ghép thật là chắc. Thì lúc nào đầu năm tới thì em sẽ ghép một cái, làm video ghép. Còn đây thì các bác thấy là khi ghép chắc rồi mình cứ để thấp một chút, nó có độ ẩm cao, nó ra rễ rất nhanh. Mà không cần là phải giá thể cũng được. Đợt tới này em sẽ chuyển sang là ghép bằng dớn hết. Tại bằng dớn là không bao giờ nó có sên. Gỗ này nó mục thì nó sẽ có sên, hoặc là trồng một chậu nó sẽ có sên. Nhưng trồng vào cái bảng dớn ấy, ít khi nó có sên lắm, mà gần như không có. Mà nó vẫn giữ độ ẩm tốt các bạn. Đây như cái cây, cái này là cây hoàng nhạn tháng 8 đột biến này. Đấy, rễ nó cũng chỉ đâm xuống dưới thôi. Đây các bác thấy gốc dài ngoằng, nhưng mà thực ra ở trên nó bám rễ rất ít. Rễ ít, chủ yếu là nó đâm rễ ra ngoài. Mấy cây này cũng thế. Khi mà nó rễ nó ra ngoài quá nhiều, rễ nó ra ngoài quá nhiều ấy, thì là nó mình phải quấn nó lên, lại quấn nó lên cái cục gỗ các bác. Đây như cây này là nó ra trước, nó ra nó ra ngoài, em quấn hết lên. Cái nào nó rễ nó ra ngoài cứ một năm mình quấn nó lên một lần để cho nó bám vào gỗ. Còn nếu không thì mình cắt đỡ nó đi các bạn, cắt đỡ đi. Đây có một cái cây đai trâu năm cái trắng rừng rất là đẹp, em mua về trồng trong chậu, nhưng mà em trồng một thời gian thì rễ nó bị sên ăn hết các bạn, sên ăn hết rễ luôn. Thế nên mình cho ra em buộc vào đây. Như này thì nó đâu cần giá thể đâu. Đấy, rụng hết lá các bạn. Sên ăn nhiều, cây yếu, rụng hết lá. Ghép ra gỗ thì là nó coi như là không có giá thể rồi. Đấy, thế nên là không quan trọng giá thể các bác nhé. Riêng dòng đơn thân này các bác cứ quan trọng là độ ẩm cao là ok. Đây là mấy cây này, trong này của em mà toàn là những cái cây cây đột biến các bạn. Những cây đột biến này em trồng nó rất đơn giản thôi. Em chỉ để nó vào trong chậu và gọi là có ít giá thể được, không có được em treo đấy, thế là nó ra rễ rất là đẹp. Mấy cây này rễ nó, trừ những cây bé đây, những cây bé như này này là mình phải cho giá thể vào các bác. Cây bé là phải cho giá thể vào để cho nó ẩm, để cho nó phát triển nhanh. Sau đó thì khi mà giá thể nó bẩn rồi thì mình bỏ giá thể đi được. Đấy, như mấy cây này em hay bỏ giá thể lắm, tại vì vườn em nó ẩm. Còn vườn các bác mà ở trên cao ở tầng 5 tầng 6 thì không nên các bác nhé. Không nên vẫn phải cho giá thể. Đấy, nhưng giá thể nó phải sạch, nó giữ độ ẩm thì nó đỡ bị sên ăn dễ các bác. Đây cây này cây Tam Bảo Sắc đột biến em mới mua năm nay. Cây rừng mới mua năm nay nên thân nó lòng ngòng. Em mới mua được rồi trồng lại. Cây này được trồng lâu rồi này. Cây này nó yếu, cây này em trồng nó phải tầm 2 tháng, hơn 2 tháng rồi. Nhưng bây giờ nó cũng ra rễ bám chậu cũng đẹp các bác. Em không dám cho giá thể luôn. Bởi vì cho giá thể là nhiều khi là sợ nó úng. Thế nên là không phải cứ cho giá thể là tốt các bác nhé. Quan trọng là mình giữ độ ẩm cho nó thôi. Đây cây này nó rụng hết sạch lá mà nó vẫn ra rễ đấy các bác. Rễ vẫn đẹp. Rễ vẫn ra vẫn đẹp. Nhìn vẫn thích. Nó bám vào chậu. Bản thân cái chậu thì nó sẽ là cái giữ ẩm để cho cây. Thế nên là các bác mà trồng ở trên trồng thấp ấy, hoặc là mình trồng vườn ở trên cao thì mình để cây nó thấp xuống một chút, thì mình đừng cho giá thể. Đầu tiên mình để cho nó ẩm, mình để ngay dưới mặt cái khay nước, ngày mình tưới nó 2 lần các bác. Thế là nó có thể là phát triển ra dễ đẹp thôi. Chứ nó không nhất thiết là phải khó, không nhất thiết là phải cho nhiều giá thể đâu, hay là giá thể ẩm đâu. Nhưng những cái giá thể ẩm thì mình phải để riêng khu ra để mình chăm nó riêng. Còn không các bác cứ để trồng không giá thể này, em thấy nó rất hợp lý các bác. Thì các bác tham khảo thêm về cái cách trồng này, em thấy là nó rất là hay và nó không bị sên ăn dễ các bạn. Thế nên là mình cứ làm thế nào để cho cây nó ra rễ được thôi. Các bác cứ bón cho ít thuốc kích rễ là ok các bác nhé. Có gì cần tư vấn thì các bác cứ nhắn cho em các bác nhé. Em cảm ơn các bác, em xin phép chào các bác.